Trần Nhật Phong kính chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký chiều ngày hôm nay, và bây giờ là 4 giờ 30 giờ California, tức là 6 giờ 30 giờ Houston, Texas. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 1 tây tháng 5 năm 2020. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, trước khi đi vào hai đề tài mỗi một ngày thì vẫn là phần bảo trợ của những người bạn. Đầu tiên là phần bảo trợ của luật sư Dina Nguyễn. Số điện thoại là 714-657-2425. Luật sư chuyên về luật di trú, luật gia đình và luật thương mại. Nếu quý vị ở trên 50 tiểu bang, quý vị có thể tham khảo luật di trú. Nếu quý vị ở California, quý vị có thể tham khảo thêm luật gia đình và luật thương mại. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc luật sư Dina Nguyễn 714-657-2425 và nhớ là test cho luật sư trước khi quý vị gọi cho luật sư. Phần bảo trợ thứ hai là phần bảo trợ của Win Financial, công ty tài chánh và thuế vụ. Mùa thuế năm nay, nếu quý vị muốn đòi hỏi quyền lợi tối đa với sở thuế và muốn thăm hỏi về tiền mà mình nhận được từ cái ngân sách tài trợ của chính phủ, quý vị có thể liên lạc với công ty Win Financial 714-888-5666, 714-888-5666. Ngoài ra, Win Financial còn giúp cho quý vị vay tiền mua nhà, mua building, xây dựng tín dụng hay sửa chữa tín dụng cho quý vị. Một lần nữa, số điện thoại 714-888-5666, 714-888-5666. Phần bảo trợ thứ ba là phần bảo trợ của nhà hàng Song Long, tọa lạc ngay trên đại lộ Bonsa, nằm giữa trái tim của Lido Sài Gòn và đã có mặt gần 30 năm, nơi gặp gỡ của văn nghệ sĩ tại quận Cam. Ăn trưa với bạn bè, ăn tối với gia đình, quý vị có thể chọn nhà hàng Song Long. Mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc qua trang Yelp Song Long Restaurant. Vào trong đó thì quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, số điện thoại và địa chỉ của nhà hàng Song Long 714-775-3724, 714-775-3724. Và phần bảo trợ kế tiếp là phần bảo trợ của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng, tức là Centra Võ DDS, chuyên về nha khoa cho cả người lớn lẫn trẻ em. Nếu quý vị và người thân trong gia đình muốn có hàm răng trắng, đẹp, khỏe, mọc đều, cứng cáp, quý vị có thể giao phó trách nhiệm này cho nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Văn phòng của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng tọa lạc ngay trên đường Mạc Phê Đình, gần góc đường Beach. Nếu quý vị đi từ hướng Magnolia tới, trước khi tới đường Beach, bên tay phải là siêu thị Thuận Phát, bên tay trái là K&P Dental của nha sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. Cũng vào trang gieo, đánh chữ Centra Võ DDS, quý vị sẽ có đầy đủ hình ảnh, địa chỉ và số điện thoại của văn phòng 714-890-9090, 714-890-9090. Và đừng quên, trong giai đoạn này cho đến tháng 7, hy vọng rằng tất cả khán giả của Phong vẫn sẽ tiếp tục tham gia cái thống kê dân số, và trên màn hình của Phong ở banner màu đỏ đã có cái địa chỉ website của thống kê dân số năm 2020. Và nếu quý vị gặp trở ngại, quý vị có thể gọi điện thoại nói tiếng Việt với cái số điện thoại ở dưới để họ hỗ trợ cho quý vị. Và đó là phần bảo trợ của tất cả những người bạn đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong cái thời sự mỗi một ngày. Ok các bạn, sáng nay tôi có loan cái bản tin và chiều nay có một cái bản tin cập nhật. Hai bản tin này sẽ là cái đề tài của chiều ngày hôm nay. Bản tin sáng nay chính là cái bản tin thời sự hàng đầu mà tôi đã loan cho các bạn. Tổng thống Trump sẽ quyết định đánh thuế vào mặt hàng của Trung Quốc để trừng phạt về cái việc mà Trung Quốc đã che giấu rất nhiều những thông tin liên quan tới đại dịch. Tổng thống Trump trong ngày hôm qua 30 tây, ông cho biết là ông có thể sẽ tăng cái mức thuế quan đánh vào tất cả mặt hàng của Trung Quốc để trừng phạt chế độ Cộng sản Trung Quốc đã có những cái thông tin sai lạc, rồi tuyên truyền tầm bậy, rồi che giấu thông tin và bịt miệng tất cả bác sĩ và những người đưa thông tin liên quan tới đại dịch. Ông đồng thời cho biết là chính quyền của ông cũng sẽ tập trung điều tra về cái nguyên thủy của con siêu vi khuẩn này và vai trò của Bắc Kinh trong việc mà nó lây lan ra khắp thế giới. Chúng ta đã ký một cái thỏa thuận với họ, họ phải mua hàng của chúng ta và họ đã đang mua hàng rất là nhiều. Đúng, nhưng đây là một vấn đề khác và nó cần phải có một cái sự rõ ràng. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Trump trong cái cuộc họp báo tối ngày hôm qua.
và tình trạng của si vi khuẩn này là không thể chấp nhận được. Đó là lời phát biểu của ông. Nó đến từ Trung Quốc và bây giờ chúng ta phải tìm ra làm cách nào nó thoát ra khỏi Trung Quốc, và chúng ta cần phải có câu trả lời chính xác và nó sẽ không xa lắm. Thứ nhất, và tôi đang chắc rằng là tôi đã có cảm giác đối với Trung Quốc. Đây là lời phát biểu của Tổng thống Trump. Ngoài ra thì ông cho biết rằng là cái việc mà yêu cầu điều tra về cái siêu vi khuẩn này qua cơ quan tình báo thì ông vẫn cho biết là ông vẫn cập nhật tin tức mỗi một ngày từ cơ quan tình báo. Mặc dù rằng ông đã có khẳng định sáng ngày hôm nay là cái con siêu vi khuẩn này xuất phát từ một cái phòng viện nghiên cứu sinh học của Trung Quốc. Trong khi đó, ngày hôm qua thì cơ quan tình báo cũng đã đưa ra cái kết luận là nó có thể xuất phát từ phòng sinh học nhưng nó không phải là nhân tạo. Có nghĩa là không phải là do con người chế tạo ra, mà con siêu vi khuẩn này đã được đưa vào trong cái phòng sinh học đó thì đúng hơn. Đó là một trong những cái bản tin đầu tiên mà sáng nay và ngày hôm qua Phong có loan. Bản tin thứ hai cùng một lượt với cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump thì các thượng nghị sĩ tại Thượng viện đã đệ trình một cái dự luật, trong đó ban cấm tất cả các nhân viên của liên bang sử dụng tất cả những cái kỹ thuật nào của những công ty do Bắc Kinh hậu thuẫn. Thượng nghị sĩ Ted Cruz của đảng Cộng hòa tại Texas và Josh Hawley thuộc đảng Cộng hòa ở Missouri đã dự tính là trình bày một cái dự luật mới, trong đó ban cấm tất cả các nhân viên của chính quyền liên bang sử dụng bất kỳ một cái kỹ thuật nào mà đã nằm dưới sự ảnh hưởng của đảng Cộng sản Trung Quốc. Những công ty như là Tencent, Huawei đang có cái chiến dịch làm gián điệp cho đảng Cộng sản Trung Quốc, và trong đó họ là những công ty mà được xem là có rất là nhiều những cái thị trường trên cái thị trường viễn thông. Ông Cruz đã đưa ra trong một cái bản thông cáo báo chí, và ông nói thêm rằng những việc mà họ đang làm trên những cái platform của họ là chúng ta phải ngưng lại tất cả cái tiền thuế của người dân để sử dụng tất cả những cái dụng cụ thiết bị hay là những trang app của những cái công ty mà nó có khả năng hoạt động gián điệp cho Trung Quốc, và chúng ta cần phải bảo vệ cho nền an ninh quốc gia của chúng ta. Đó là lời phát biểu của ông Ted Cruz. Quốc hội trong thời gian gần đây thì có thể sẽ tái mở cửa lại vào ngày 4 Tây sau khi mà có cái tình trạng mà cách ly xã hội để đối phó với đại dịch. Dự luật này có cái tên chính thức là Countering Chinese Atom Act Nutbing, là gọi tắt là C rồi CAS, tức là chữ C rồi thêm chữ C nữa, và chữ E S thì ở giữa có cái gạch ngang thì gọi là CCAS. Đây là CCAS Act năm 2020, và nó sẽ đòi hỏi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Văn phòng Tổng lãnh sự quán của cùng với lại Bộ Quốc phòng là phải làm việc chung trong cái danh sách tất cả những cái công ty nào mà được biết là sẽ tình nghi nằm dưới sự ảnh hưởng và kiểm soát của chế độ Cộng sản Trung Quốc. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng sẽ cung cấp đầy đủ tất cả những cái danh sách này mỗi một năm cho Quốc hội. Đó là một trong những cái ý của đạo luật được đưa ra. Và cái dự luật này cũng đã nêu rõ 5 công ty của Trung Quốc, gồm có Huawei, Tencent, ZTE, Alibaba và Baidu. Đây là 5 công ty mà họ nói rằng có thể giúp cho đảng Cộng sản Trung Quốc có thể lấy được những cái thông tin làm gián điệp hoặc là có những cái hành động mà gây hại cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Và dưới cái đạo luật gọi là đạo luật an ninh tình báo quốc gia của Trung Quốc năm 2017, trong đó Trung Quốc buộc tất cả các công ty phải cho phép nhà nước Cộng sản Bắc Kinh có thể xâm phạm vào tất cả những cái máy chủ của những công ty này để lấy đi những thông tin mà họ cần lấy. Đó là cái luật mà Trung Quốc đã ban hành từ năm 2017. Và bây giờ thì phía Thượng viện Hoa Kỳ đã đưa cái dự luật này ra và sẽ phối hợp chung với chính quyền của Tổng thống Trump và đòi hỏi Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng sẽ phải phối hợp và cung cấp danh sách của các công ty của Trung Quốc. Đây là cái bản tin mà chiều nay tôi có được, so với cái bản tin hồi nãy các bạn thấy là hồi sáng và ngày hôm qua liên quan tới Trung Quốc. Như vậy thì cả hai bản tin này chúng ta thấy được là Hoa Kỳ đã bắt đầu áp dụng những chính sách rất nghiêm khắc đối với Trung Quốc. Phần thứ nhất là do cái đại dịch. Phần thứ hai là do cái vấn đề an ninh quốc gia. Cả hai vấn đề này đã được thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ, các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đệ trình. Và phần thứ nhất thì chính Tổng thống Trump là cái người đã đưa ra cái biện pháp cứng rắn nhằm, ông dùng chữ punishment,
tức là trừng phạt đối với nhà nước Cộng sản Trung Quốc trong vấn đề mà Trung Quốc đã che giấu rất nhiều thông tin đại dịch. Việc mà Trung Quốc che giấu thông tin, bịt miệng thì chúng ta đã biết rồi, không nhắc lại nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ bàn đến cái việc Tổng thống, Quốc hội sẽ làm gì trong thời gian tới sau khi đại dịch đã chấm dứt. Đây là một trong những cái mà tôi nghĩ rằng chúng ta bàn tới thì nó phù hợp hơn so với mình cứ nhắc đi nhắc lại những cái thông tin cũ. Ok các bạn, như tôi đã nói với trước các bạn là Tổng thống đã từng cảnh báo là Trung Quốc sẽ có những cái hậu quả sau đại dịch. Và bây giờ là bắt đầu ông rục rịch đã có cái thái độ và đã có những cái dự tính. Trong đó đánh thuế, năm ngoái ông đánh thuế thì là Trung Quốc đã thổ huyết rất là nhiều. Năm nay lần thứ hai ông lại tiếp tục dùng cái chiêu thức đánh thuế nữa. Tức là cái này tôi không biết là ông sẽ đánh bao nhiêu phần trăm trên các mặt hàng của Trung Quốc để buộc Trung Quốc gọi lên một hình thức trừng phạt đối với Trung Quốc. Và cái lệnh đánh thuế của năm nay nó sẽ có thời hạn dài bao lâu? Tại vì cái này là trừng phạt thì có thời hạn. Còn cái thuế mà cái năm ngoái ông đánh là cái cuộc chiến mậu dịch thì nó không có thời hạn. Cho tới khi đôi bên đạt được thỏa thuận thì ông giảm được phần nào ông giảm thôi. Năm nay ông lại tiếp tục đánh thuế. Cái này gọi là một đá hai chiều. Thứ nhất là trừng phạt Trung Quốc. Và thứ hai tạo thêm áp lực cho chính quyền Bắc Kinh. Tạo thêm áp lực cho chính quyền Bắc Kinh để chính quyền Bắc Kinh thấy rõ rằng họ sẽ còn phải đối diện với nhiều cái hình phạt khác và nhiều cái biện pháp gọi là nghiêm khắc khác khi mà họ không chịu thông báo đầy đủ và không có cái tính chất minh bạch trong cái vấn đề đại dịch. Thì đây là thứ hai, tôi nói một đá hai chim, là thứ nhất là trừng phạt. Và thứ hai thì dùng luôn thời điểm này, ông Trump lụm thêm một mớ tiền nữa về cho chính phủ Hoa Kỳ để đối phó với đại dịch. Mặc dù nó không bao nhiêu so với cái ngân sách khổng lồ đối phó với cái đại dịch này, nhưng mà ít nhất ông cũng lấy được một phần nào hay phần đó. Thì cái này là hai cái rõ ràng. Và cái hệ quả này mới chỉ là cái bước khởi động. Bởi vì tôi đã từng nói với các bạn, Hoa Kỳ đã đưa ra cái ngân sách tổng cộng để mà có thể cứu nguyên nền kinh tế và đồng thời đối phó trong đại dịch, hỗ trợ cho người dân Hoa Kỳ tất cả mọi thứ. Tổng cộng ngân sách này lên tới 11.000 tỷ Mỹ Kim, tức là bằng phân nửa cái nợ công Hoa Kỳ đang có. Hoa Kỳ đang có cái mức nợ công khoảng 23.000 tỷ Mỹ Kim. Bây giờ là phải chấn thêm 11.000 tỷ Mỹ Kim nữa. Và có cái xu hướng báo cáo rằng cái nợ công có thể tăng lên 4.000 tỷ Mỹ Kim. Thì các bạn biết tất cả những cái này, ông Trump sẽ không để cho Hoa Kỳ thiệt thòi. Đây chỉ là mới phát pháo đầu tiên. Và ông Trump sẽ đẩy ra và buộc Trung Quốc sẽ phải bồi thường một phần nào đó những cái ngân sách của Hoa Kỳ đã đưa ra. Ông không để cho Hoa Kỳ tự nhiên lãnh một cái đại dịch lớn rồi tự nhiên tốn 11.000 tỷ đô la. Đó không phải cá tánh làm ăn của ông Trump. Ông là dân làm ăn, không thể bị lỗ vốn một cú lớn như vậy. Do đó, cái việc mà ông Trump, ông quyết định lấy lại từ phía Trung Quốc. Do đó, hôm trước các bạn đã nghe ông nói rằng là ông sẽ bắt Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm cho cái đại dịch. Là cho thấy là thứ nhất là cái phần đánh thuế chỉ là một. Thứ hai, sẽ mở đường cho tất cả các cái hồ sơ kiện tụng đối với nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Và thứ ba là phối hợp với lại bên Quốc hội, cả lưỡng viện, hạ viện lẫn thượng viện. Để làm gì? Để bắt đầu có những cái đạo luật và từ những cái đạo luật đó bắt đầu có những nghiêm khắc hơn với Trung Quốc. Và bằng chứng ngày hôm nay, thượng viện đã thông qua cái đạo luật này. Năm công ty bị nêu tên trong đây: Huawei, Tencent, ZTE, Alibaba và Baidu. Đây là năm công ty được xem là biểu tượng của nền kỹ thuật Trung Quốc. Còn thiếu một công ty nữa là DJI, tức là sản xuất cái drone đó. Nhưng công ty này thì chưa bị được, mới bị dịnh, chưa bị dịnh lắm. Nhưng mà mới bị dịnh thôi các bạn, sẽ tới công ty này. Tại vì DJI sẽ là một trong những công ty mà sẽ bị Hoa Kỳ sẽ chiếu tướng rất là nhiều. Tuy nhiên năm công ty được nêu danh trong cái này có nghĩa là tất cả các nhân viên của chính quyền liên bang và các cơ cấu chính quyền của liên bang sẽ không được phép đụng tới bất cứ một cái sản phẩm nào của năm công ty này. Đây là một cái giới hạn thị trường rất lớn đối với Trung Quốc. Trung Quốc đang có tham vọng là qua mặt Hoa Kỳ về mặt nhu liệu để mà trở thành một trong những cái quốc gia có cái sản xuất nhu liệu nhiều nhất trên thế giới. Nhu liệu chứ không phải là tức là software thôi các bạn, không phải là hardware. Hardware tức là cái thiết bị cứng á, các bạn gọi là phần cứng, nhưng mà chúng tôi gọi là thiết bị đó. Thì những cái đó là vẫn thuộc quyền của Hoa Kỳ. Trung Quốc chưa đủ khả năng. Nhưng bây giờ Hoa Kỳ đang giới hạn và mục đích của Tổng thống Trump chặn họ lại để họ không dùng cái giá rẻ
để cạnh tranh với thị trường Hoa Kỳ. Đó là một. Và thứ hai, mua thêm thời gian cho tất cả các công ty startup của Hoa Kỳ về software, về nhu liệu, để họ có thể nâng cấp cái khả năng về nhu liệu của họ để chạy kịp với thị trường. Tại vì mấy năm nay Hoa Kỳ đầu tư rất nhiều vào hardware và gần như là bỏ rơi cái thị trường software cho phía Trung Quốc làm. Tức là cái thị trường viết nhu liệu là cho phía Trung Quốc làm. Thì bây giờ tới lúc mà Hoa Kỳ cần phải có tất cả những cái nhu liệu đó, và nhất là tôi đã từng nói với các bạn, cuối cùng Hoa Kỳ sẽ trở thành thị trường sáng tạo, không còn là thị trường bắp thịt của hãng xưởng nữa, trong một cái xu thế một vài thập niên tới. Tức là những cái generation, những cái thế hệ kế tiếp sẽ là cái thị trường sáng tạo. Do đó, việc mà cấm các công ty này, một phần là vì an ninh quốc gia. Đúng, tất cả những thiết bị của những công ty này, họ phải chịu cái luật lệ của Trung Quốc. Cái luật lệ đó là năm 2017 Trung Quốc đã đưa ra cái đạo luật là buộc tất cả các công ty phải phối hợp và hợp tác với lại Cục An ninh, Cục Phản gián và PLA của Trung Quốc, cung cấp tất cả những cái thông tin cần thiết khi những cơ quan này của Trung Quốc đòi hỏi. Có nghĩa là nếu quý vị dùng cell phone của Huawei, của ZTE, thì những cái thông tin trên cái cell phone của quý vị nó chứa ở bên Trung Quốc, ở trên những cái cloud của những công ty bên Trung Quốc. Và khi mà PLA đòi thì họ phải cung cấp tất cả những thông tin này của quý vị cho phía cơ quan phản gián, cơ quan tình báo và quân đội Trung Quốc. Do đó, việc mà lên án 5 công ty này là vì bảo vệ cái an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, không để cho 5 công ty này cung cấp bất cứ dịch vụ nào. Tại không thể có một nhân viên của chính quyền liên bang nào mà thông tin của họ bị Trung Quốc nắm giữ. Rất là nguy hiểm. Các bạn nhớ cái trang app TikTok không? Cái trang app mà bây giờ Hoa Kỳ đã cấm tất cả nhân viên liên bang không được đụng tới không? Là nó cũng tương tự như vậy. Tức là quý vị có tắt cái app đi, quý vị dù có tắt cái app đi nữa thì nó vẫn xác định được vị trí của quý vị đang ở chỗ nào trên thế giới. Cái điều này rất nguy hiểm cho quân đội Hoa Kỳ. Khi họ trú đóng ở một chỗ nào mà lính mà nó chơi cái app này là chết liền. Nó sẽ biết cái vị trí đóng quân của quân đội Hoa Kỳ liền. Chính vì vậy mà chính quyền liên bang đã ban lệnh cấm đối với lại cái trang app TikTok. Thì bây giờ 5 công ty này, thiết bị của họ cũng vậy. Khi sử dụng, mình không biết được là nó làm sao nó xác định vị trí của mình. Do đó, vấn đề an ninh quốc gia là không phải là chỉ là cái bình phong đâu các bạn, mà nó là sự thật. Tại vì thiết bị của những công ty này mình đâu có biết họ gắn cái gì ở trong đó, và nó có những cái màng mỏng nào trong đó, nó có thể giúp cho phía Bắc Kinh có thể xác định được vị trí đóng quân của Hoa Kỳ ở chỗ nào. Rất là nguy hiểm. Chính vì vậy mà phía Thượng viện đã đưa ra cái dự luật này, và trong tuần tới nếu mà Thượng viện nhóm họp lại bình thường, có rất nhiều những cái dự luật đã được đệ trình liên quan tới Trung Quốc sẽ được đưa ra thảo luận và bỏ phiếu, sẽ có những dự luật đưa lên sàn bỏ phiếu và sẽ có những dự luật bị giữ lại tiếp tục thảo luận. Các bạn nhớ trong mấy ngày, trong gần như 2 tuần lễ vừa qua, ông Ted Cruz, Marco Rubio, rồi George Hawley, rồi một số thượng nghị sĩ nữa là đã đệ trình rất nhiều những cái dự luật liên quan tới Trung Quốc. Nhưng mà vì cái tình trạng đại dịch nó làm cho Quốc hội Hoa Kỳ bị ứ động và tập trung giải quyết cái chuyện ưu tiên trước là những cái dự luật liên quan tới cái đại dịch. Tức là cái cứu trợ ngân sách để mà giải quyết chuyện đại dịch trước. Thì các dự luật khác nó bị dồn lại rất nhiều. Thì bắt buộc tuần tới Thượng viện khi nhóm họp họ phải giải quyết rất nhiều những dự luật. Mà hầu hết chiếm hơn phân nửa trong các dự luật này lại là những dự luật liên quan tới Trung Quốc. Liên quan tới Trung Quốc quý vị. Và các bạn nhớ là ông Ted Cruz có 2-3 cái dự luật đệ trình. Ông Marco Rubio cũng có mấy cái dự luật đệ trình. Rồi ông George Hawley cũng có mấy cái dự luật đệ trình. Thì bây giờ các bạn cứ tưởng tượng những cái dự luật này đưa ra bỏ phiếu thì có phải là nó đã phối hợp với chính quyền Tổng thống Trump trong cái chính sách cứng rắn với Trung Quốc hay không? Ngược lại, Tổng thống Trump trong cương vị của chính phủ thì ông vẫn thúc đẩy những cái biện pháp trừng phạt trong tầm tay của một chính phủ có được cái quyền hạn trừng phạt về kinh tế. Thứ nhất là áp dụng lệnh cấm vận, tức là cấm vận từng phần, nó gọi là sanction chứ không phải là embargo. Embargo là cấm vận toàn phần, giống như trường hợp của Iran là embargo, nhưng mà cái này gọi là sanction thôi, tức là cấm vận từng phần. Từng phần tức là từng công ty, từng cá nhân hay là từng tổ chức, chứ không có phải cấm vận toàn quốc gia. Thì những cái lệnh sanction này ông Trump có thể ban hành. Rồi ổng sẽ gia tăng cái mức thuế đối với các công ty của Trung Quốc.
Đó là những cái mà ông Trump có thể làm trong tầm tay ở giai đoạn trước mắt. Còn giai đoạn sau, khi Quốc hội thông qua những cái dự luật, mà trong đó có cả cái dự luật mà cho phép khởi kiện nhà nước Cộng sản Trung Quốc đó, thì lúc đó ông Trump, chính quyền của ông Trump lại phải mở một cái cửa cho người dân. Và từ đó Bộ Tư pháp mới bắt đầu làm việc. Tại vì bên phía lập pháp mà đã ban hành luật rồi, thì phía hành pháp là làm việc xong thì đưa qua tư pháp giải quyết. Do đó các bạn, đây là một trong những cái mà mình nhìn thấy được rằng là Hoa Kỳ đang có những cái chuyến sách chuyển trục mỗi lúc một rõ nét hơn với Trung Quốc. Và cái chính sách rõ nét này, ông Trump sẽ là người cầm lá cờ. Và ông đã có những cái ngôn từ rất cứng rắn với Trung Quốc trong thời gian qua. Chắc chắn phía Cộng sản Trung Quốc sẽ có vấn đề. Là bởi vì họ sẽ phải đối diện với rất nhiều những cái nghiêm khắc nhất từ phía chính phủ Hoa Kỳ. Chưa đâu. Tức là chúng ta thấy được thứ nhất là đánh thuế là điều đầu tiên. Thứ hai là trừng phạt từng phần về kinh tế. Thứ ba, giới hạn tất cả các cái công ty của Trung Quốc ở tại Hoa Kỳ. Và thứ tư là giới hạn các công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ cho Trung Quốc. Và thứ năm là gia tăng cái mức mà dự trữ về nông sản của Hoa Kỳ để mà đề phòng cái việc an toàn lương thực. Đồng thời cũng là một cái thứ mà Trung Quốc phải ngậm, tức là họ phải nhập cản những cái nông sản của Hoa Kỳ. Thì đây là những cái bước kế tiếp từ tháng sau tháng 6, tôi nghĩ là như vậy. Là khi mà Thượng viện đã làm việc lại bình thường, sau tháng 6 kéo dài cho tới cuối năm, thì mỗi một tháng như vậy sẽ có một cái dự luật được thông qua và sẽ được Tổng thống ký, và lúc đó sẽ áp dụng với Trung Quốc. Rồi các bạn sẽ thấy từ từ, bây giờ mới có mười mấy hai chục cái đơn kiện thôi, chưa nhiều lắm. Tại vì sau đại dịch rồi thì cái đơn kiện mọc lên như nấm. Bất cứ một cái góc nào, một cái tiểu bang nào, một cái nơi nông thôn nào mà họ có những cái tổ hợp luật sư, họ đều nộp đơn khởi kiện nhà nước Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và lúc đó Bộ Ngoại giao lại phải có trách nhiệm làm việc tiếp với những cái đơn kiện này. Tại vì lúc đó họ sẽ đòi hỏi Bộ Ngoại giao cung cấp cái địa chỉ của Tòa Tổng lãnh sự, Tòa Đại sứ Trung Quốc để họ gửi cái đơn kiện. Thứ hai là những ai mà đã có được cái chết mình thắng thì sẽ yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp những cái list, giống như ông Trump nói vậy nè, là cung cấp tất cả những cái list các công ty thuộc quyền sở hữu của nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Rất là nhiều việc các bạn. Và lúc đó là cả một cái Trung Quốc sẽ phải đối diện với cái những cái đơn kiện, không phải chỉ ở Hoa Kỳ, đương nhiên sẽ nhiều quốc gia khác nữa. Ở đây tôi chỉ nói phần của Hoa Kỳ và những chính sách của Hoa Kỳ và thôi. Bên cạnh cái việc mà gia tăng cái này sẽ kềm hãm, thứ nhất là không để cho Trung Quốc có đủ cái nguồn tài chính để chi thêm cho vấn đề quốc phòng, gây nguy hiểm cho binh sĩ của Hoa Kỳ. Và gây nguy hiểm cho cái chiến lược tái lập lại trật tự thế giới của Hoa Kỳ. Trong đó khu vực Á Châu, Thái Bình Dương đang là cái điểm mà Hoa Kỳ tập trung nhiều nhất. Do đó, ông Trump trước khi mà ông sử dụng tới các cái biện pháp cuối cùng, gọi là trói tất cả mọi thứ lại để là buộc Trung Quốc đi vào cái hướng phải có một cái cuộc xung đột vũ trang, ông cần phải chặn tất cả những cái hướng kiếm tiền của Trung Quốc. Và ông phải làm sao cho Trung Quốc thổ huyết ra. Thổ huyết tức là phải đổ tiền ra. Đổ tiền ra càng nhiều càng tốt. Tại vì một khi Trung Quốc đổ tiền ra nhiều cho những cái việc, cho những cái thách thức mà ông đưa ra, những cái dự án mà ông đưa ra, gồm có kiện tụng, tránh thuế, trừng phạt vân vân và vân vân, thì á, Trung Quốc sẽ không còn đủ khả năng để chi phí cho quốc phòng. Thì nó sẽ giảm đi cái việc gây hại cho binh sĩ Hoa Kỳ một khi có cuộc đối đầu trực tiếp về vũ trang với Trung Quốc tại khu vực Á Châu, Thái Bình Dương. Dù rằng chỗ đó là eo biển Đài Loan, dù rằng chỗ đó là Biển Đông. Ông Trump, ông luôn chận trước tất cả mọi thứ. Tức là phải khóa tất cả những cái vòi nước lại trước khi mà ông bắt đầu rửa nguyên cái thùng này. Thì phải khóa hết vòi nước lại các bạn. Đây là cái cách mà tôi cho rằng cái chiến lược của ông Trump. Mà cái chiến lược này không phải chỉ có một mình Tổng thống Trump. Tổng thống Trump là người có cái tư tưởng và người có cái chủ trương giành lại tư thế số 1 của Hoa Kỳ, không để cho một quốc gia nào uy hiếp tới Hoa Kỳ, đặc biệt là Trung Quốc. Ông có cái suy nghĩ đó, nhưng toàn bộ cái chiến lược này không phải một mình ông, trong đó là cả một cái ban cố vấn của ông đó, ông, trong đó các bạn còn nhớ là ông Peter Navarro, ông Larry Kudlow
và kể cả nhân vật từng là chiến lược gia của Tổng thống Trump, Steve Bannon. Rồi Ngoại trưởng Hoa Kỳ, nhân vật được xem rất nhiều hầu, là Mike Pompeo. Chưa đâu, còn những nhân vật rời khỏi chính quyền của Tổng thống Trump như bà Nikki Haley, tức là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc đó. Bà cũng là nhân vật rất nhiều hầu với Trung Quốc. Rồi Sarah Huckabee, tức là nữ phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc trước đây, và bây giờ bà đã trở về lại cái quê hương của bà đó. Thì những nhân vật này là những nhân vật cố vấn hạng nặng cho Tổng thống Trump. Những nhân vật cố vấn là gọi là họ có cái chính sách rất rõ ràng với Trung Quốc. Do đó không phải cái chiến lược này một mình Tổng thống Trump đưa ra. Đằng sau lưng ông là cả một cái chiến lược của những cố vấn, những người phải nói là họ là chuyên gia về Trung Quốc. Họ rất hiểu rõ Trung Quốc, nhất là Peter Navarro hay là Steve Bannon, là những nhân vật họ rất hiểu rõ những cái trò chơi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Trump lần này, ông đưa cái chính sách cứng rắn này ra, tôi nghĩ rằng phía nhà nước Cộng sản Trung Quốc bắt buộc sẽ có một cái sự đối phó rất là khó khăn. Và sự đối phó này là sẽ dẫn tới cái tình trạng Trung Quốc chưa biết là sẽ như thế nào. Nhưng mà tôi biết chắc chắn là Trung Quốc cuối cùng họ sẽ chọn cái giải pháp đối đầu. Đảng Cộng sản Trung Quốc không còn một chọn lựa nào khác. Họ cũng không chọn được cái thái độ mềm dẻo để có thể gọi là nín thở qua sông như nhiều người tiên đoán. Tập Cận Bình không thể ở thế này được. Lý do? Vì Tập Cận Bình củng cố cái quyền lực ở tại Trung Quốc. Tập Cận Bình đã kích động rất nhiều cái chủ nghĩa dân tộc cực đoan tại Trung Quốc. Do đó, bây giờ Tập Cận Bình chỉ có ở thế cương, chứ không ở thế nhu được. Cương tức là tất cả mọi việc đối ngoại đều phải cương hết. Kể cả cái chính sách đối với Hoa Kỳ. Thì các bạn nhìn thấy như vậy là các bạn biết là Trung Quốc sẽ không còn con đường lui nữa. Họ chỉ có một con đường tiến ra phía trước mà thôi. Mà con đường này rất nguy hiểm cho Trung Quốc. Là giống như tôi đã nói các bạn, khi mà khơi mào một cuộc chiến, khởi động một cuộc chiến, thì có nghĩa là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lao vào một cái ván bài nhất chính nhì bù. Nếu mà họ chiếm được cái tiên phong lúc đầu, thì họ có thể mua thời gian cho cái quyền lực của họ tại Trung Quốc lâu dài hơn. Nhưng mà nếu như mà họ không đủ khả năng và lúc đó có cuộc chiến thật sự với phía Hoa Kỳ, thì tôi chắc chắn với các bạn là cái số mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kết thúc nhanh hơn. Đó là những gì mà chúng ta nhìn thấy được trong cái cục diện này, bởi vì chính quyền Tổng thống Trump, lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ đã không còn những cái chính sách dễ dãi dành cho Trung Quốc nữa. Do đó, Trung Quốc bây giờ dù có vuốt ve kiểu nào, dù có nín thở qua sông kiểu nào, họ cũng sẽ không qua được những chính sách của những nhân vật được xem là đang chuyển đổi chính sách với Trung Quốc. Và đó là cái hậu quả mà Trung Quốc sẽ phải đối diện sau cái đại dịch, tức là bắt đầu từ tầm đầu tháng 7, tức là sau July 4 đi, tức là sau ngày lễ độc lập Hoa Kỳ, cho tới năm tới. Chúng ta sẽ chứng kiến được Trung Quốc sẽ phải đối phó rất nhiều với những cái chính sách nghiêm khắc và gay gắt của Hoa Kỳ. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Một lát nữa Phong sẽ trở lại với cái đề tài thứ hai. Trong đề tài thứ hai, hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc, thay vì đi vào trong Trường Sa, thì bây giờ tự nhiên quẹo về phía Liêu Ninh. Chuyện gì xảy ra? Một lát nữa Phong sẽ gửi đến quý vị bản tin đó, và chúng ta đi vào phân tích cái tình hình trên Biển Đông trong một thời gian sắp tới sẽ có chuyện gì. Đó là những gì mà Phong chia sẻ với các bạn. Và đừng rời khỏi làn sóng, trong vòng 2 phút Phong sẽ trở lại.